gọi là em bé yêu. Yêu. Em bé xíu. Xíu à? Gọi là em bé yêu. Anh nhớ chưa? Em bé xíu là em bé yêu. Em bé xíu là của ai ạ? Là của anh chứ của ai. Công của bộ tứ F4 sẽ như thế nào? Cách ly và giãn cách mình với những ồn ào. Thật luôn. Giờ em phải làm sao? Em tô màu mắt của em màu xanh, môi tròn son màu đỏ. Em không cần bước mà lăn vòng quanh trong một căn phòng nhỏ. Netflix từ sáng đến tối. Em thiêu đi ánh sáng mặt trời. Ăn trưa rồi xong ăn tối. Làm riết nhiều cái thấy mệt ghê vậy, bởi vậy nhiều lúc bất mãn không muốn nói luôn thiệt. Đàn ông chen lấn, đàn bà chen chun miệng. Bà bê, nhí ai sĩ. Anh yêu. Anh yêu.
seen my boyfriend? My boyfriend? Have you seen my boyfriend? My boy, my boy. Have you seen my boy, my boy? Have you seen my boy, my boy?太乱，你还做魂断出去。这也太老，所以先剪一下吧。不，不是剪的，你就把它压紧。哎，来，加油，给你。啊？怎么就给我了？加油，我也不会了。这是太多了，这个，这面这么小，太多了吧？没事，我来。他们那是手工活，我们这是土力活。 Anh thở ra mấy câu lên dưới mấy chép vào Kẹp cả mấy sneaker hay là dập lào Nhà anh em cũng nhảy mấy em lên thét gào Năm lên bắc đưa ra phía sân cả tây Nhân rơi lắc đôi hay đóng cả cây Mấy viên đá là mấy cong cả tay Lên sân khấu cả ra viết thấy nóng ở đây Cô cậu Cô cậu Thả sơ của mình chứ Nhìn thấy Ha ha ha!